Hình ảnh tiêu tụy, suy sụp của Phạm Anh Khoa trong buổi xin lỗi. Có mặt tại buổi gặp báo chí lúc 16 giờ chiều ngày 15 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa chính thức gửi lời xin lỗi đến phụ công Phạm Lịch Nga Mi và những cô gái liên quan đến vụ việc. Hẹn gặp báo chí vào lúc 15 giờ 30 phút, nhưng hơn 16 giờ Phạm Anh Khoa mới có mặt. Vợ ca sĩ chị Mai Phạm đến sớm từ trước để gặp và trò chuyện với báo chí. Trong lúc đó, Phạm Anh Khoa đến bên ngoài địa điểm gặp gỡ báo chí, nhưng nán lại trên xe khoảng 10 phút, chờ không khí ổn định rồi mới bước vào. Khoảng 16 giờ Phạm Anh Khoa bước qua cánh cửa kính, nam rocker tháo kính râm, không cười và nhìn quanh căn phòng khá đông phóng viên. Không nói lời nào, cúi đầu đi thẳng đến vị trí trung tâm. Phạm Anh Khoa nói một mạch trong khoảng 11 phút, chỉ dừng lại nghỉ ngắn trước khi chuyển sang nội dung mới. Sau khi nói xong, nam rocker cũng không nán lại, để nghe bất cứ câu hỏi nào, chỉ cúi đầu bước ra xe. Phạm Anh Khoa nhiều lần thở dài khi nói, có những lúc nam ca sĩ mím chặt môi để giữ bình tĩnh, đôi lúc mắt Phạm Anh Khoa rơm rớm. Phía dưới căn phòng, chị Mai Phạm nhìn chồng chăm chú. Khi ca sĩ nói lời xin lỗi vợ con, chị đưa tay lên ngực và tựa vào tường thở hắt ra. Những ngày vừa qua, tôi đã muốn giữ im lặng. Như trước giờ, tôi thấy ngạc nhiên vì sự việc lại lớn hơn tôi từng nghĩ. Ngày hôm nay, tôi chính thức nói lời xin lỗi. Nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Tôi thấy mình sai nên mới chủ động lên tiếng xin lỗi. Đọc sách để ngủ nhưng nhận ra mình thế nào không ngủ được. Tối hôm qua, tôi đi một vòng về thì con gái không ở nhà. Vợ tôi đã cho con gái sang với ông bà. Để tránh ảnh hưởng của chuyện này, tôi nhớ con lắm, thấy rất khó chịu. Tôi tìm đến thói quen đọc sách như một thói quen cho dễ ngủ. Tôi đọc vài trang sách đầu tiên, một cuốn sách mới mua, chưa bao giờ. Tôi biết là mình không cần đọc tiếp nữa vì chẳng nào cũng không thể ngủ. Có lẽ tôi quá cố chấp để nhìn nhận câu chuyện của chính mình. Và cũng có thể tất cả những người xung quanh tôi đã bảo vệ tôi một cách quá cảm tính, khiến cho tôi càng khó nhận ra những sai sót từ phía mình. Nếu được, tôi xin được dùng những lời nói chính thức ngày hôm nay để thay thế toàn bộ những sự việc xảy ra trong thời gian qua. Xin lỗi Phạm Lịch và làm mất niềm tin của cô ấy về nghề. Trước tiên, tôi xin được gửi lời xin lỗi đến Phạm Lịch. Tất cả những hành động hay lời nói của tôi, dù cố ý hay không, đều không quan trọng bằng hậu quả nghiêm trọng gây ra đối với niềm tin về nghề cũng như cảm xúc của cô ấy. Với Khoa, một người khá bản năng và không quan tâm lắm đến cái gọi là lăng xê này, thì vấn đề đó rõ ràng là một tổn thất nghiêm trọng. Tôi nghiêm túc mong rằng Phạm Lịch có thể giải tỏa được một phần ức chế của mình và có lại niềm tin trong sáng với việc làm nghề. Xin lỗi Nga Mi, MB vì sự quấy rầy từ phía tôi. Tôi không phủ nhận mình sai trong những việc quá khứ, nhưng khẳng định là mình không chủ đích, chấp tâm hãm hại bất kỳ ai. Xuất phát từ việc tôi không nhận ra đâu là cái sai của mình. Chắc chắn tôi đã gây ra hàng loạt sự hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nga Mi cũng như MB. Chính thức ngày hôm nay, tôi gửi lời xin lỗi đến hai bạn vì những sự quấy rầy từ phía tôi. Mong họ sau một thời gian khá dài sẽ bớt đi những thiệt hại và lấy lại niềm tin và những đồng nghiệp nam khác. Mong mọi người ngừng tấn công Phạm Lịch, Nga Mi và MB. Đối với những khán giả của tôi cũng như những khán giả trung lập, những người chỉ đọc một vài bài báo với thông tin vụn vặt nào đó, tôi mong đợi mọi người hãy dừng sự tấn công bằng bàn phím về phía Phạm Lịch, Nga Mi cũng như MP. Tất cả là lỗi từ phía tôi khi cho rằng họ chỉ làm như vậy như một cái cớ để nổi tiếng. Đó là một phát biểu hoàn toàn sai. Tôi mong rằng tất cả khán giả sẽ dành cho họ một sự khoan dung, nhất là khán giả của tôi, hãy cho họ một cơ hội để tiếp tục làm nghề. Xin lỗi báo chí vì chưa phát ngôn trực tiếp. Về phía báo chí, tôi cũng gửi lời xin lỗi rất lớn là chưa có một cuộc tiếp xúc hay một lời nói trực tiếp nào từ tôi. Ekip của tôi cũng khá trẻ và họ cũng chỉ xuất phát từ một mục đích, theo lời thường là bảo vệ tôi. Họ hoạt động trên một động cơ duy nhất là niềm tin vào âm nhạc, nói chung và tình yêu âm nhạc của riêng tôi. Vì vậy, khó tránh khỏi những hậu quả xấu trong thời gian vừa qua. Nhưng trên tất cả, vẫn cần trao đổi, xử lý thông tin và giải quyết mọi chuyện. Nên tôi có mặt ở đây để đối diện với mọi thứ, với tư cách người đứng đầu ekip. Xin lỗi chị Nguyễn Văn Anh và tổ chức CSICA. Tiếp đến là lời xin lỗi của tôi dành cho chị Nguyễn Văn Anh và tổ chức CSICA. Từ phía tôi từng làm việc với chị Vân Anh, cũng như tổ chức CSICA đã từng các bạn ạ. Tôi biết rõ chị Vân Anh luôn nỗ lực hết mình với sứ mệnh của CSICA. Phía chị không bao giờ có sự nâng đỡ với cá nhân tôi, nên tôi rất hiểu cho những áp lực trong thời gian vừa rồi. Có thể chị Vân Anh sẽ chịu nhiều sức ép với tư cách người đứng đầu tổ chức. Hoàn toàn, lỗi là thuộc về tôi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng bước qua chuyện này để tiếp tục làm nghề. Mong rằng không phải vì tôi mà dư luận sẽ bớt đi sự tin tưởng dành cho CSICA. Tôi tin sau sự việc này, CSICA cũng sẽ rõ ràng hơn trong việc nhìn nhận những đúng sai và tiếp tục với sứ mệnh. Tôi tin rằng CSICA luôn cần tồn tại để bảo vệ những quyền lợi của phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Xin lỗi các nhãn hàng. Lời xin lỗi tiếp theo của tôi là dành cho các nhãn hàng.
sự kiện và những chương trình trong thời gian vừa qua, vì tôi mà phải thay đổi phút chót. Tôi biết rằng hiện tại mọi người phải đổ rất nhiều công sức để cho mọi việc không bị xáo trộn. Xin lỗi giới giải trí Việt Nam vì phát ngôn phổ mông. Tiếp theo tôi xin phép rút lại lời phát ngôn ở showbiz. Phổ mông là hành vi bình thường. Khi phát ngôn chuyện này một cách đầy đủ, không bị cắt xén thì tôi không hề có ý này. Nhưng sai vẫn là sai. Đồng thời tôi cũng biết rằng tất cả những việc vừa rồi gây ra thiệt hại rất lớn cho giới giải trí, khiến cho người ngoài nhìn nhận không tốt về giới giải trí tại Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn những phản ứng của các đồng nghiệp nữ, nhờ họ mà khán giả không có những nhìn nhận tiêu cực theo cách tôi đã gây ra. Thông qua đây tôi xin gửi lời xin lỗi đến các anh chị, cô chú đi trước trong nghề và những đồng nghiệp cùng thời cũng như các bạn thế hệ sau. Các bạn hãy luôn đặt niềm tin vào việc chúng ta sẽ có một nền giải trí hoạt động lành mạnh trong tương lai. Xin lỗi vợ con vì đặt cái tôi nghệ sĩ quá cao. Lúc này tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi một phần so với những gì khiến cho mình suy nghĩ từ hôm qua đến giờ. Tôi chỉ mong lúc này được gặp lại con cái và xin được nói với nó một lời xin lỗi mà tôi còn nợ con. Chồng xin lỗi vợ, em có lẽ đã chịu nhiều áp lực trong chuyện này. Khi đến lễ anh mới phải là người đối diện với nó, như cách anh vẫn luôn đối diện. Anh sai lầm trong việc đặt cái tôi nghệ sĩ quá cao so với lý trí của người làm chồng, làm cha, cũng như phận làm con, làm cháu. Anh không nghĩ đến việc mọi người sẽ ra đường đối diện như thế nào khi gặp người quen, cũng như hai con đến trường đối diện như thế nào với thầy cô và các bạn. Tôi tin rằng mọi người dần dần sẽ hiểu được. Tôi cũng cam kết sẽ không lặp lại những sai lầm và gây bất kỳ tổn hại nào đối với các bạn nữ. Đó vẫn là lời tôi đã từng cam kết với vai trò một đại sứ. Và tôi cũng sẽ rất cẩn trọng trong bất kỳ hành động nào của mình có thể ảnh hưởng đến các nhìn nhận của người ngoài đối với showbiz. Cảm ơn tất cả anh chị báo chí đã có mặt hôm nay. Dù tôi đưa ra quyết định khá gấp gáp, tôi cũng mong mình không phải nói về đề tài này sau hôm nay nữa. Tất cả những gì cần nói tôi đều đã nói ra. Cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Hình ảnh tiều tụy, suy sụp của Phạm Anh Khoa trong buổi xin lỗi. Nam ca sĩ xuất hiện tại buổi gặp gỡ với báo chí chiều ngày 15 tháng 5 với vẻ ngồi tiều tụy. Chia sẻ với phóng viên, vợ Phạm Anh Khoa tiết lộ anh mất ăn mất ngủ nhiều ngày từ khi sự việc diễn ra. Chiều ngày 15 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa tổ chức buổi gặp mặt báo chí chính thức nhằm gửi lời xin lỗi đến các nghệ nhân, công chúng và đồng nghiệp trong ngành giải trí sau sự scandal quấy rối tình dục. Buổi họp mặt được hẹn lịch vào lúc 15:30 nhưng phải tới hơn 16 giờ anh mới rụt rè xuất hiện với ngoại hình tiều tụy hốc hác. Phạm Anh Khoa cúi đầu giữ im lặng khá lâu trước khi cất tiếng gửi lời xin lỗi công khai. Trước tiên tôi xin được gửi lời xin lỗi đến Phạm Lịch. Tất cả những hành động hay lời nói của tôi, dù cố ý hay không, đều không quan trọng bằng hậu quả nghiêm trọng gây ra đối với niềm tin về nghề cũng như cảm xúc của cô ấy, anh nói. Tôi không phủ nhận mình sai trong những việc quá khứ, nhưng khẳng định là mình không chủ đích, rắp tâm hãm hại bất kỳ ai. Xuất phát từ việc tôi không nhận ra đâu là cái sai của mình, chắc chắn tôi đã gây ra hàng loạt sự hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ngami cũng như MP, nam ca sĩ ngàn giọng xin lỗi các nạn nhân. Chia sẻ với phóng viên, vợ Phạm Anh Khoa tiết lộ từ khi vụ việc nổ ra, chồng chị đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày, đồng thời anh cảm thấy sợ hãi trước áp lực quá lớn từ phía dư luận. Nam rocker xin lỗi vì không thẳng thắn đối mặt với sự việc từ đầu. Anh bày tỏ niềm hối hận vì đã ảnh hưởng đến tổ chức CSICA, các đơn vị nhãn hàng hợp tác cùng mình với giới showbiz. Hầu hết thời gian trong buổi xin lỗi, anh cúi sâu và hạn chế ngẩng lên đối diện với ống kính. Về những phát ngôn gây tranh cãi trước đó, Phạm Anh Khoa nhận lỗi về phía bản thân và ekip. Tôi cũng biết rằng tất cả những việc vừa rồi gây ra thiệt hại rất lớn cho giới giải trí, khiến cho người ngoài nhìn nhận không tốt về giới giải trí tại Việt Nam. Anh thừa nhận đã phạm sai lầm trong việc đặt cái tôi nghệ sĩ quá lớn. So với ý chí của người làm chồng, làm cha, cũng như phận làm con cháu, Phạm Anh Khoa cho biết anh không suy nghĩ thấu đáo về cảm giác của người thân trong gia đình khi phải đối diện với ánh mắt người quen cũng như cảm giác của hai con khi đối diện như thế nào với thầy cô và bạn bè. Trong quá trình gặp gỡ, quá trình đối diện báo chí của Phạm Anh Khoa, chị Mai Phạm luôn theo sát chồng. Tuy nhiên chị chỉ đứng ở phòng ngoài và lặng lẽ nhìn anh với vẻ mặt nặng trĩu. Phía dưới căn phòng, chị Mai Phạm nhìn chồng chăm chú. Khi anh nói lời xin lỗi vợ con, chị đưa tay lên ngực và tựa vào tường thở hắt ra. Phạm Anh Khoa liên tục xin lỗi trong khoảng 11 phút, chỉ dừng lại nghỉ ngắn trước khi chuyển sang nội dung mới. Sau khi nói xong, nam ca sĩ không nán lại để nghe bất cứ câu hỏi nào. Anh đeo kính, cúi đầu rời khỏi căn phòng một cách gấp gáp. Sau cuộc gặp gỡ, Phạm Anh Khoa không muốn tiếp xúc ánh mắt với bất kỳ ai. Anh vội vàng bước đi trước, dù vẫn có vợ theo cùng. Nhìn từ phía sau, có thể nhận thấy anh gầy đi khá nhiều so với những hình ảnh quen thuộc trước đây. Những lời cuối cùng trong buổi gặp gỡ báo chí, anh dành trọn vẹn cho vợ và con.
Hình ảnh tiêu tụy, suy sụp của Phạm Anh Khoa trong buổi xin lỗi. Có mặt tại buổi gặp báo chí lúc 16 giờ chiều ngày 15 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa chính thức gửi lời xin lỗi đến vũ công Phạm Lịch, Nga Mi và những cô gái liên quan đến vụ việc. Hẹn gặp báo chí vào lúc 15 giờ 30 phút, nhưng hơn 16 giờ Phạm Anh Khoa mới có mặt. Vợ ca sĩ chị Mai Phạm đến sớm từ trước để gặp và trò chuyện với báo chí. Trong lúc đó, Phạm Anh Khoa đến bên ngoài địa điểm gặp gỡ báo chí, nhưng nán lại trên xe khoảng 10 phút, chờ không khí ổn định rồi mới bước vào. Khoảng 16 giờ Phạm Anh Khoa bước qua cánh cửa kính, nam rocker tháo kính râm, không cười và nhìn quanh căn phòng khá đông phóng viên. Không nói lời nào, cúi đầu đi thẳng đến vị trí trung tâm. Phạm Anh Khoa nói một mạch trong khoảng 11 phút, chỉ dừng lại nghỉ ngắn trước khi chuyển sang nội dung mới. Sau khi nói xong, nam rocker cũng không nán lại, để nghe bất cứ câu hỏi nào, chỉ cúi đầu bước ra xe. Phạm Anh Khoa nhiều lần thở dài khi nói, có những lúc nam ca sĩ mím chặt môi để giữ bình tĩnh, đôi lúc mắt Phạm Anh Khoa rơm rớm. Phía dưới căn phòng, chị Mai Phạm nhìn chồng chăm chú. Khi ca sĩ nói lời xin lỗi vợ con, chị đưa tay lên ngực và tựa vào tường thở hắt ra. Những ngày vừa qua, tôi đã muốn giữ im lặng. Như trước giờ, tôi thấy ngạc nhiên vì sự việc lại lớn hơn tôi từng nghĩ. Ngày hôm nay, tôi chính thức nói lời xin lỗi. Nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Tôi thấy mình sai nên mới chủ động lên tiếng xin lỗi. Đọc sách để ngủ nhưng nhận ra mình thế nào không ngủ được. Tối hôm qua, tôi đi một vòng về thì con gái không ở nhà. Vợ tôi đã cho con gái sang với ông bà. Để tránh ảnh hưởng của chuyện này, tôi nhớ con lắm, thấy rất khó chịu. Tôi tìm đến thói quen đọc sách như một thói quen cho dễ ngủ. Tôi đọc vài trang sách đầu tiên, một cuốn sách mới mua, chưa bao giờ. Tôi biết là mình không cần đọc tiếp nữa vì chẳng nào cũng không thể ngủ. Có lẽ tôi quá cố chấp để nhìn nhận câu chuyện của chính mình. Và cũng có thể tất cả những người xung quanh tôi đã bảo vệ tôi một cách quá cảm tính, khiến cho tôi càng khó nhận ra những sai sót từ phía mình. Nếu được, tôi xin được dùng những lời nói chính thức ngày hôm nay để thay thế toàn bộ những sự việc xảy ra trong thời gian qua. Xin lỗi Phạm Lịch và làm mất niềm tin của cô ấy về nghề. Trước tiên, tôi xin được gửi lời xin lỗi đến Phạm Lịch. Tất cả những hành động hay lời nói của tôi, dù cố ý hay không, đều không quan trọng bằng hậu quả nghiêm trọng gây ra đối với niềm tin về nghề cũng như cảm xúc của cô ấy. Với Khoa, một người khá bản năng và không quan tâm lắm đến cái gọi là lăng xê này, thì vấn đề đó rõ ràng là một tổn thất nghiêm trọng. Tôi nghiêm túc mong rằng Phạm Lịch có thể giải tỏa được một phần ức chế của mình và có lại niềm tin trong sáng với việc làm nghề. Xin lỗi Nga Mi, em B vì sự quấy rầy từ phía tôi. Tôi không phủ nhận mình sai trong những việc quá khứ, nhưng khẳng định là mình không chủ đích, chấp tâm hãm hại bất kỳ ai. Xuất phát từ việc tôi không nhận ra đâu là cái sai của mình, chắc chắn tôi đã gây ra hàng loạt sự hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nga Mi, cũng như em anh, cũng như tổ chức CSICA đã từng các bạn ạ. Tôi biết rõ chị Vân Anh luôn nỗ lực hết mình với sứ mệnh của CSICA. Phía chị không bao giờ có sự nâng đỡ với cá nhân tôi, nên tôi rất hiểu cho những áp lực trong thời gian vừa rồi. Có thể chị Vân Anh sẽ chịu nhiều sức ép với tư cách người đứng đầu tổ chức. Hoàn toàn lỗi là thuộc về tôi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng bước qua chuyện này để tiếp tục làm nghề. Mong rằng không phải vì tôi mà dư luận sẽ bớt đi sự tin tưởng dành cho CSICA. Tôi tin sau sự việc này, CSICA cũng sẽ rõ ràng hơn trong việc nhìn nhận những đúng sai và tiếp tục với sứ mệnh. Tôi tin rằng CSICA luôn cần tồn tại để bảo vệ những quyền lợi của phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Xin lỗi các nhãn hàng. Lời xin lỗi tiếp theo của tôi là dành cho các nhãn hàng, sự kiện và những chương trình trong thời gian vừa qua vì tôi mà phải thay đổi phút chót. Tôi biết rằng hiện tại mọi người phải đổ rất nhiều công sức để cho mọi việc không bị xáo trộn. Xin lỗi giới giải trí Việt Nam vì phát ngôn phổ mông. Tiếp theo, tôi xin phép rút lại lời phát ngôn ở showbiz. Phổ mông là hành vi bình thường. Khi phát ngôn chuyện này một cách đầy đủ, không bị cắt xén thì tôi không hề có ý này. Nhưng sai vẫn là sai. Đồng thời tôi cũng biết rằng tất cả những việc vừa rồi gây ra thiệt hại rất lớn cho giới giải trí, khiến cho người ngoài nhìn nhận không tốt về giới giải trí tại Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn những phản ứng của các đồng nghiệp nữ, nhờ họ mà khán giả không có những nhìn nhận tiêu cực theo cách tôi đã gây ra. Thông qua đây, tôi xin gửi lời xin lỗi đến các anh chị, cô chú đi trước trong nghề và những đồng nghiệp cùng thời cũng như các bạn thế hệ sau. Các bạn hãy luôn đặt niềm tin vào việc chúng ta sẽ có một nền giải trí hoạt động lành mạnh trong tương lai. Xin lỗi vợ con vì đặt cái tôi nghệ sĩ quá cao. Lúc này tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi một phần so với những gì khiến cho mình suy nghĩ từ hôm qua đến giờ. Tôi chỉ mong lúc này được gặp lại con cái và xin được nói với nó một lời xin lỗi mà tôi còn nợ con. Chồng xin lỗi vợ, em có lẽ đã chịu nhiều áp lực trong chuyện này. Khi đáng lẽ anh mới phải là người đối diện với nó, như cách anh vẫn luôn đối diện, anh sai lầm trong việc đặt cái tôi nghệ sĩ quá cao so với lý trí của người làm chồng, làm cha, cũng như phận làm con, làm cháu. Anh không nghĩ đến việc mọi người sẽ ra đường đối diện như thế nào khi gặp người quen,
cũng như hai con đến trường đối diện như thế nào với thầy cô và các bạn. Tôi tin rằng mọi người dần dần sẽ hiểu được. Tôi cũng cam kết sẽ không lặp lại những sai lầm và gây bất kỳ tổn hại nào đối với các bạn nữ. Đó vẫn là lời tôi đã từng cam kết với vai trò một đại sứ. Và tôi cũng sẽ rất cẩn trọng trong bất kỳ hành động nào của mình có thể ảnh hưởng đến các nhìn nhận của người ngoài đối với showbiz. Cảm ơn tất cả anh chị báo chí đã có mặt hôm nay. Dù tôi đưa ra quyết định khá gấp gáp, tôi cũng mong mình không phải nói về đề tài này sau hôm nay nữa. Tất cả những gì cần nói tôi đều đã nói ra. Cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Hình ảnh tiều tụy suy sụp B. Chính thức ngày hôm nay tôi gửi lời xin lỗi đến hai bạn vì những sự quấy rầy từ phía tôi. Mong họ sau một thời gian khá dài sẽ bớt đi những thiệt hại và lấy lại niềm tin vào những đồng nghiệp nam khác. Mong mọi người ngừng tấn công Phạm Lịch, Nga Mi và em B. Đối với những khán giả của tôi cũng như những khán giả trung lập, những người chỉ đọc một vài bài báo với thông tin vụn vặt nào đó, tôi mong đợi mọi người hãy dừng sự tấn công bằng bàn phím về phía Phạm Lịch, Nga Mi cũng như MP. Tất cả là lỗi từ phía tôi khi cho rằng họ chỉ làm như vậy như một cái cớ để nổi tiếng. Đó là một phát biểu hoàn toàn sai. Tôi mong rằng tất cả khán giả sẽ dành cho họ một sự khoan dung, nhất là khán giả của tôi, hãy cho họ một cơ hội để tiếp tục làm nghề. Xin lỗi báo chí vì chưa phát ngôn trực tiếp. Về phía báo chí, tôi cũng gửi lời xin lỗi rất lớn là chưa có một cuộc tiếp xúc hay một lời nói trực tiếp nào từ tôi. Ekip của tôi cũng khá trẻ và họ cũng chỉ xuất phát từ một mục đích, theo lời thường là bảo vệ tôi. Họ hoạt động trên một động cơ duy nhất là niềm tin vào âm nhạc, nói chung và tình yêu âm nhạc của riêng tôi. Vì vậy, khó tránh khỏi những hậu quả xấu trong thời gian vừa qua. Nhưng trên tất cả, vẫn cần trao đổi, xử lý thông tin và giải quyết mọi chuyện. Nên tôi có mặt ở đây để đối diện với mọi thứ với tư cách người đứng đầu ekip. Xin lỗi chị Nguyễn Văn Anh và tổ chức CSICA. Tiếp đến là lời xin lỗi của tôi dành cho chị Nguyễn Văn Anh và tổ chức CSICA. Từ phía tôi từng làm việc với chị Phương.